Hello cả nhà ngày mới, 13 tháng 9 và hôm nay em lại có một số các cái mặt hàng mới về và cũng có một số các mặt hàng mà em chưa có đăng, hôm nay em sẽ lên luôn. Trước tiên là một em đẹp đây, khai trương một chiếc đồng hồ còn rất là chất đây. Đây là một cái thương hiệu Gaonet của Pháp. Và chiếc này á thì nhìn cái form dáng của nó rất là chất ha. Đó là kiểu phi công á cả nhà ơi. Sử dụng núm sấy nè. Rồi. Đúng ngày. Con này thì là ba cốt sáu kim. Niềng xoay có tiếng có âm thanh. Cái thằng này quá lắm, nó có một số các cái sản phẩm á, thì xoay không có âm thanh và có những chiếc như chiếc này thì lại xoay tách tách thì cũng vui tai. Và thiết kế của nó thì nhìn rất là đẹp, rất là cân đối, cũng như là các bộ kim và các cọc số của nó giống như hình cái giọt nước đó, ha. Rồi chiếc này thì để test chức năng nha. Ok. Như vậy là cây kim mạch này sẽ là cây kim dây của cây kim 1/10. Còn cây kim dài này sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Chiếc này là 7 kim á, ở phía góc 12 6 giờ nó là có hai cây kim nữa nè, kim giờ và kim phút á. Con này thì dây khó nguyên zin toàn bộ. Paris nè. Hydro Master. Đây là chữ viết tắt của thương hiệu hãng BG, nghĩa là Paris Garnet. Đây. Dây thép đúc. Khó zin. Tổng thể con này thì rất là ok ha. Đây. Size của chiếc này sẽ là 40 41.7 42 đó. 42 chưa núm, dây tay cỡ tầm cỡ 10 17 năm nha anh em. Con này dây tay cỡ chừng 17 năm. Ví dụ như để mà anh em biết là mình mang có vừa hay không thì cũng nó có một cái cách này cũng dễ. Đó là nếu như anh em đang đeo dây thép á, anh em sẽ tự ước lượng ha. Như ở đây tổng cộng là còn bao nhiêu mắt dây đây? 1 2 3 4 5 6 nè. 1 2 3 4 5 6 nè. Như vậy chiếc này nó sẽ còn 12 mắt dây. Đấy, giả sử như anh em cũng đang đeo đồng hồ dây thép mà anh em đang đeo với số lượng là cỡ chừng 10 hay là 11 mắt dây thì chắc chắn là chiếc này mang vừa. Còn nếu mà anh em đang mang 12 mắt dây luôn á thì anh em xem có thể xem là chắc là vừa á, tại vì cái mắt này nó khá là bự nè. Thì mắt dây thì nó có nhiều loại, nhưng mà em lấy ví dụ như cái chiếc này nè. Đó, cái chiếc này mắt dây thì nó là nhỏ hơn. Ok chưa? Rồi, con này sẽ là 1350 nha. Đó, những cái dòng Garnet này thì em nhập thì nó cũng chung một giá hết. Và em có một chiếc cuối cùng, đó là cũng là Guinness, nhưng mà chiếc này khó, nó lại có khắc cái logo nè. Và núm của nó là cũng có logo BG. Đây, đấy. Mã sản phẩm là BR400. Rất là đẹp. Con này thì sợi dây nó nhìn nó có đề mi ở hai bên đây, nhìn nó đẹp quá ha. Và con này thì cũng là ba cốt 6 kim, có lịch gốc 4 giờ. Cây kim gốc 3 giờ này sẽ là cây kim 24 tiếng nha, nó sẽ chạy theo bộ đồng hồ chính. Còn hai cây kim kia thì đây, cây kim dài này sẽ là kim dây của bộ thể thao, còn bên đây sẽ là cây kim phút của bộ thể thao. Con này núm không phải là núm 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 vặn ren mà chỉ là núm kéo thôi.
Reset này, bấm cái nút góc 2 giờ để reset cái cây game dài về vị trí 12 giờ. Ở trên YouTube ấy, có mấy anh em có review về cái cách đưa reset cái cây kim nhỏ này về vị trí thẳng đứng ấy. Rồi con này thì dạy quen có vẻ sáng đó nha. Con này thì sẽ dạy quen ở các cái bộ số này, bộ kim và các cái đầu cọc số này. Nó có một cái lớp dạy quen đây nè. Và con này niền thì cũng xây được nhưng mà nó lại không có kêu như cái chiếc kia. Thì cũng có chiếc có chiếc không, em cũng không hiểu tại sao. Rồi con này cũng còn mới đẹp đó, nhưng mà thôi con này nó sẽ thấp hơn con kia 100.000 nha. Con này sẽ là 1250, cũng là size 42 nè. Ôi cha, mấy anh em mà mua tặng cho cháu hay là gì đó những cái chiếc đồng hồ này thôi chứ thích kể gì, nó rất là chất. Dây con này thì ngắn hơn con kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con này thì chỉ có 10 mắt thôi. Còn con lúc nãy là 12 mắt. Thì em có mắt thừa nè. Mắt thừa này không phải là mắt zin của nó nha. Nhưng mà đây là em lấy ra từ một con Warret á. Và gắn vào thì em thấy nó cũng khá là hợp. Đó đây. Nhìn có vẻ như vừa y nè. Em sẽ gửi kèm mắt thừa cho anh em. Rồi con này sẽ là 1250. Tiếp theo là một em Timex của Mỹ. Con này thì dây khó nghiêng zin toàn bộ. Đây, khó nè. Con này thì thiết kế nó theo chuẩn quân đội rồi. Em đã từng có lên khá là nhiều. Và cũng như những cái chiếc trước á, chiếc này nó vẫn có điền nền. Cái chữ Edicro này á, nó là một cái đặc trưng của cái thương hiệu Timex. Và dòng chữ đó có nghĩa là có điền nền. Nó rất là sáng ha. Để mình dễ xem giờ ban đêm á, và cách để sử dụng cái điền nền đó là mình ấn cái nút 3 giờ này vô. Ấn vô cái là nó sáng lên này. Rồi, ok. Con này thì dễ chơi thôi. Size là 40 nè, rất là dễ lên tay, dây khó nghiêng zin toàn bộ, thiết kế theo kiểu quân đội. Chiếc này 800k. Và em đây, có một con Wenger của Thụy Sĩ, nguyên hộp. Hai sổ nè, sổ thẻ hộp Wenger. Lâu lâu vàng chiếc hàng chất một tí chơi. Máy này không có hàng đẹp gì hết trơn. Đây là một cái hãng nó cung cấp thiết bị gọi là gieo đa năng, các cái vật dụng đa năng dành cho quân đội Mỹ. Chính vì vậy mà cái thiết kế phong theo nó cũng theo một cái phong cách gọi là nó đơn giản theo kiểu Thụy Sĩ nha, cung cấp cho quân đội Thụy Sĩ, lúc nãy em nói nhầm. Cho nên cái thiết kế của nó cũng theo kiểu quân đội á, có nghĩa là dễ xem giờ. Các cái cọc số 12 giờ. Và đặc biệt là nó là cọc số nổi ha. Nó là cọc số nổi, kể cả cái logo nè, cái logo dấu cộng cũng là cọc số nổi nè. Nó mặt của nó rất là đẹp, mặt có trải tiêu bên trong, không một tì vết luôn. Con này thì thôi không có gì để chê hết trơn á. Đấy, switch may. Và đây là biểu tượng giao đa năng, một cái logo switch Army nè, Army Knife. Hình như cái thương hiệu Wenger này bây giờ là nó thuộc thằng Victor Inox vậy sao, em nhớ là như vậy, không biết phải không. Kính selfie luôn nha anh em ơi nè. Sophie Costa Crystal, mã sản phẩm là 7049X. Cái thương hiệu được thành lập vào năm 1893, và tính ra là cũng trăm mấy chục năm rồi. Kinh khủng chưa. Hay khó zin. Con này cũng kiểu chắc chơi người dơi nè.
Hả? Nhỏ mà có vỏ. 41, 40.8 thì chắc khoảng 41 dễ đeo tay. Hai 41 thì cũng dễ lên tay thôi. Nói chung size 40, 41 thì lên tay rất là dễ. Ơi con này mới gần như là 99% dây này là dây da nha. Dây này là dây da. Và đó, dây da chỉ đen. Con này chắc để cho mấy anh em giá nhiêu vậy ta? Thì sĩ quân đội ha. Rồi ok thôi để cho mấy anh em giá là 1450 đi. Đây, bên cạnh đó, nó còn có sổ nè. Sổ B5 bảo hành. Cái chiếc này nó giống như làng trưng bày á, chưa từng có ai sở hữu cho nên là ở trên đây là cái số nè. Cái số mã sản phẩm ở trên nè. Date là ngày mua nè. 3 năm bảo hành kể từ ngày mua hàng. Đó là đây nè, Victorinox Swiss Army nè. Ở đây không, ở trên thì là Wenger, ở dưới thì là Victorinox. Giống như là Wenger là bây giờ nó đã thuộc cái tập đoàn Victorinox rồi. Đây sổ đây là sổ gì đây? À, địa chỉ các văn phòng Wenger ở bên châu Âu. Các cửa hàng bán đồ. Rồi, ok, tiếp theo sẽ là ai đây có con để bàn vui vui nè. Hôm bữa có mấy anh hỏi có đồng hồ nào để bàn cắt chất không? Thì tự nhiên vô tình về được chiếc đây. Con này cỡ nắm tay ha, và con này thiết kế nhìn rất là đẹp, bộ kim và cái cọc số nè. Cái núm màu đỏ này là để mình xây cái vành tên các thành phố ở bên ở trong mặt đồng hồ nè, và ở mặt sau của nó sẽ gồm ba cái nút chỉnh giờ. Đây là cái nút bật lên bật xuống nè để chỉnh báo thức nha. Bây giờ em để chế độ on luôn để mình chỉnh báo thức luôn. Cái nút đây để mình chỉnh giờ, còn nút đây là để chỉnh cái báo thức. Cái chỗ này là để chắc để gắn pin. Rồi bây giờ em vặn cái cây kim báo thức nè. Kim báo thức là kim màu đỏ. Rồi, tiếng âm thanh quen thuộc. Âm thanh quen thuộc. Rồi ok, như vậy là có báo thức ở Boeing nè, chắc là hãng Boeing. Rồi, chiếc này 350 đi. Và cuối cùng em sẽ lên một cặp đồng hồ Citizen. Đó, để chưa? Dây rồi giống nhau luôn nè. Khác size thôi. Nhưng mà con nam có khi còn đẹp hơn con nữ nha, bởi vì sao? Bởi vì con nam nó có đây nè, ở đây nó có bốn cái chấm mấy cái hạt lân tinh gì đây nè. Đó, con nữ thì nó trơn và con nam thì nó lại có lịch ngày. Con nữ thì lại không có. Cả hai chiếc đều giống nhau thôi. Đây. Cái màu của bộ kim và cọc số đều như nhau ha. Con nữ thì pin nó hơi yếu nha, tại vì thực ra thì nó cũng về cũng lâu quá, em để ở trong hộp, em để cất ở trên tủ á, mà con nam thì vẫn còn chạy. Cho nên riêng con nam là em bao pin cho mấy anh em luôn. Bao pin cho mấy anh em là bỏ trong bóng tối một tuần, thậm chí là 2 tuần. Trước đó thì anh em hãy phơi nắng cho chừng 2 tới 3 tiếng thôi. Rồi sau đó anh em bỏ trong tủ trong bóng tối không tiếp xúc với ánh sáng. 2 tuần sau lấy ra mà nó đứng gỡ lại em. Bao pin con nem nè, tại vì em để rất là lâu rồi. Còn con nữ thì em sẽ phơi nắng thì nó sẽ chạy thôi. Đây, y chang con nem luôn nha. Khác gì hết trơn á. Đây, nữ là size 28, nam thì chắc size 30. Nam là size 37 nè. Anh nào thích những cái dòng này thì làm cặp về cho đeo luôn nè. Chiếc nam nếu như mua lẻ thì sẽ là 1250, nữ mua lẻ sẽ là 850. Anh em lấy cái cặp thì là 2 triệu nha. Rồi, ok. Lát nữa em sẽ lên vài cái sản phẩm nữ.
tại vì có mấy anh khách yêu cầu, ba anh em